Và như vậy là Surface Pro 9 đã ra mắt được vài ngày rồi. Và chắc hẳn là rất nhiều anh em ở đây đang mong chờ em nó về hàng, đúng không nào anh em? Với phiên bản Pro 9 mới năm nay thì em nó sẽ được bổ sung thêm, đó chính là phiên bản có 5G, cũng như là có khá những cái màu sắc mới rất là đẹp nữa. Tuy nhiên thì cái phiên bản mà mình mong chờ về hàng nhất lại chính là cái phiên bản không có 5G cơ. Nghe có vẻ hơi vô lý, đúng không nào anh em? Vậy lý do vì sao? Hãy cùng xem hết video nhé. Và trong video này thì mình sẽ nêu lên cái cảm nhận của cá nhân mình sau cái sự kiện ra mắt Pro 9 vừa qua, cũng như liệt kê cho anh em những cái sự nâng cấp trên phiên bản Surface Pro 9 và những sự nâng cấp đó nó có đáng giá hay không. Đầu tiên là về thiết kế thì phải nói thật là đây là sự kết hợp giữa Pro 8 và Pro X. Thực sự là cũng không có gì khác biệt nhiều so với cả phiên bản Pro 8 năm ngoái đâu. Nếu như mà anh em mong chờ một sự khác biệt thay đổi hoàn toàn kiểu all new về thiết kế thì em nó sẽ không mang lại cho ta cái điều đó. Em nó vẫn sẽ được sử dụng là một chiếc máy với cái kích thước màn hình là 13 inch, vẫn là một cái thiết kế viền bezel mỏng và vẫn cho chúng ta những cái thông số về màn hình y hệt như là trên phiên bản Pro 8, sẽ là màn hình 13 inch, độ phân giải xấp xỉ 3K sẽ là 2.8K, tỷ lệ sẽ là 3:2, tức là 2880x1920, với một độ điểm ảnh sẽ là 267 ppi. Tấm nền màn hình thì vẫn được sử dụng là tấm nền IPS và vẫn sẽ trong ta thuật sơ quét lên tới là 120Hz cho những trải nghiệm sử dụng vuốt chạm hay là sử dụng bút, nó cực kỳ thực tế và rất mượt. Mình rất thích những chiếc máy tính bảng có cho chúng ta cái tần số quét 120Hz. Ngoài ra thì phiên bản Pro 9 năm nay sẽ được bổ sung thêm cái công nghệ để chính là Dolby Vision IQ, để cho chúng ta khả năng hiển thị màu sắc HDR được tối ưu hơn rất là nhiều so với cả trên phiên bản năm ngoái. Và đó là những cái thông số về màn hình cũng như một số những sự nâng cấp khá là nhỏ trên phiên bản màn hình của Pro 9. Tiếp theo là về cái thiết kế bên ngoài thì em nó vẫn được sử dụng cái thiết kế viền bo cong rất giống với cả Pro 8 năm ngoái. Nói chung là một cái thiết kế cực kỳ tương đồng luôn, từ 28.7cm độ rộng ở chiều ngang cho tới 20.9cm độ rộng ở chiều dọc, và độ dày sẽ là 0.93cm, tức là chưa tới 1cm nữa anh em ạ. Nó rất mỏng và nó rất tương đồng với cả Pro 8 anh em nhá. Còn về trọng lượng thì trên phiên bản Pro 8 sẽ là 891g, trong khi đó thì với phiên bản Pro 9 sẽ có trọng lượng lần lượt sẽ là 897g và 883g cho phiên bản Intel và 5G. Đó, trọng lượng lần lượt sẽ là như thế. Thì phiên bản Intel sẽ có một chút trọng lượng nó nhẹ hơn. Với kích thước như thế ở trên phiên bản Pro 9 mà so với Pro 8 không có sự khác biệt gì cả, vậy thì chẳng nhẽ năm nay Pro 9 không một chút sự thay đổi gì về thiết kế hay sao? Chưa hẳn đâu anh em nhé. Năm nay thì Pro 9 sẽ bổ sung thêm cho chúng ta hai phiên bản màu sắc để có thể lựa chọn, đấy chính là màu xanh Forest và màu xanh Sapphire. Nó sẽ mới mẻ hơn rất là nhiều và điều này sẽ dẫn tới một việc, đấy chính là hai cái màu mới này chắc chắn sẽ được người dùng lựa chọn mua nhiều hơn là khá so với cả hai màu cũ, đó chính là màu bạch kim cũng như là màu đen graphite. Bởi vì về cơ bản thì hai màu này gần như là không có sự khác biệt gì cả trên hai cái phiên bản Pro 9 và Pro 8 cả anh em ạ. Ngoại trừ em nó sẽ có cho chúng ta một cái giải anten, phiên bản Pro 9 có trong ta một cái giải anten được đặt ở phía bên trên này, trông có vẻ là nó tinh xảo hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng phải khá là tinh ý để ý kỹ mới có thể nhận ra được cái điều đó. Như vậy để có thể tìm ra được một cái sự khác biệt, sự nâng cấp về thiết kế ở trên phiên bản Pro 9 so với cả Pro 8 thì gần như là không có nhiều. Tuy nhiên về cấu hình và hiệu năng của nó thì lại có những sự nâng cấp khá là đáng giá đấy anh em ạ. Đầu tiên là chúng ta phải kể đến phiên bản sử dụng năm nay chắc chắn rồi, Pro 9 sẽ được nâng cấp lên phiên bản Intel Alder Lake mới nhất so với cả Intel Tiger Lake trên Pro 8, đúng không nào? Thì với hiệu năng ở trên phiên bản Alder Lake chắc chắn là trong ta hiệu năng nó là mạnh mẽ hơn rất là nhiều, thậm chí lên tới 50% so với cả phiên bản Tiger Lake năm ngoái. Và cụ thể chúng ta sẽ được trang bị một con CPU Intel Gen 12 dòng U, đó chính là i5-1235U và i7-1255U. Hai con CPU này là hai con CPU phải nói là khá mạnh và mang cho ta khả năng tiết kiệm điện rất tối ưu tại thời điểm hiện tại. Ngoài ra nữa thì trên phiên bản Intel sẽ được sử dụng RAM là LPDDR5 cho chúng ta một lượng băng thông rất là lớn, cũng như là khả năng nâng cấp SSD ở phía mặt sau giống như trên phiên bản Pro 8 thì vẫn được giữ lại anh em nhé. Chúng ta sẽ có tùy chọn SSD là 128, 256, 512 và 1TB. Đó là những tùy chọn SSD. Và bản Intel này sẽ chỉ có Wi-Fi thôi anh em nhé. Tuy nhiên thì bên cạnh đó năm nay Pro 9 sẽ bổ sung thêm cho chúng ta cái tùy chọn được sử dụng CPU mới, đấy chính là một con CPU đến từ Microsoft SQ3. Một CPU nghe tên khá là mới đúng nào. Vậy thì con SQ3 này cụ thể nó là gì? Đây là sự kết hợp giữa Microsoft và Qualcomm Snapdragon để cho chúng ta một cái phiên bản mà có thể sử dụng 5G này. Đó, 5G sẽ chỉ có trên phiên bản này mà thôi, cho nên là khi anh em lưu ý, nếu như anh em muốn lựa chọn mua 5G thì hãy lắng nghe cái đoạn này. Về bản chất thì con SQ3 này nó sử dụng đấy chính là cái con Snapdragon 8CX Gen 3 với cấu trúc ARM. Em nó sẽ có cho chúng ta là 4 nhân Cortex X1 và 4 nhân Cortex A78 đi cùng với cả card đồ họa Adreno 690. Nói chung là về hiệu năng hay là sức mạnh của nó thì mình đánh giá là ở mức khá là trung bình. RAM sẽ được sử dụng là RAM phiên bản LPDDR4X chứ không phải là LPDDR5 như là trên phiên bản Intel, đúng không nào?
Về cái mức băng thông của nó thì cũng ở mức gọi là khá đủ, và em nó vẫn sẽ được lắp đặt là quad channel anh em nhé. Và sẽ có cho chúng ta có tùy chọn RAM là 8 hoặc là 16GB, trong khi đó là với phiên bản Intel chúng ta sẽ có tùy chọn cao cấp nhất sẽ là 32GB cơ. Ok, như vậy thì chỉ trên phiên bản SQ3 mới có 5G mà hiệu năng thì lại không mạnh hơn là nhiều so với cả Intel. Chính là vì thế mà mình muốn nói rằng là chúng ta đáng mong chờ phiên bản Intel hơn so với cả phiên bản 5G, đúng không anh em? Còn rất là nhiều lý do khác nữa, ví dụ như là Wi-Fi ở Việt Nam thì đã được phủ sóng rất là rộng rồi, trong khi đó là sóng 5G nó lại không được thực sự là phổ biến tại Việt Nam. Mà nếu chúng ta thực sự là có nhu cầu sử dụng Internet ở bên ngoài thì với smartphone của chúng ta hoàn toàn có thể phát Wi-Fi để cho cái chiếc máy này có thể kết nối được vào mà. Và từ trước đến nay thì nó vẫn có thể sống sót được rất là tốt, chứ không phải là chờ tới phiên bản 5G chúng ta bắt đầu đi tranh cãi, đúng không anh em? Tóm lại thì với quan điểm cá nhân của mình sẽ mong chờ phiên bản Intel hơn là phiên bản 5G anh em nhá. Tiếp theo sẽ là một cái lý do vì sao mà trên phiên bản Pro 9, mặc dù là có cùng kích thước với cả Pro 8 nhưng mà trọng lượng của nó lại nhẹ hơn so với cả Pro 8. Đấy chính là nó đã bị cắt giảm đi một chút về pin anh em ạ. Nghe tới cắt giảm thì có vẻ anh em hơi buồn đúng không? Nhưng mà anh em đừng buồn vội nhá, hãy cùng nghe mình nói. Thứ nhất đấy chính là pin của phiên bản Pro 9 năm nay sẽ được rút về chỉ còn là 47.7 Wh, so với cả trên phiên bản Pro 8 sẽ là 51.5 Wh. Có một chút sự chênh lệch về pin dẫn tới trọng lượng của Pro 9 sẽ là nhẹ hơn một chút so với cả trên Pro 8. Tuy nhiên thì cái lượng cắt giảm này là không nhiều, không đáng kể, và em nó vẫn có thể đảm bảo tốt cái thời lượng pin mà chuẩn Intel Evo Gen 12 này yêu cầu. Cho nên là chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm sử dụng là trên 9 tiếng so với cả chiếc tablet này. Và cuối cùng sẽ là một sự nâng cấp nhỏ nữa, đấy chính là về camera. Về camera thì phiên bản camera sau sẽ vẫn được sử dụng là 10MP và cho chúng ta khả năng quay phim là 4K 30fps, trong khi đó thì camera trước vẫn sẽ được sử dụng là 5MP, vẫn cho chúng ta khả năng hội họp video call là Full HD ở 30fps. Tuy nhiên thì với phiên bản năm nay sẽ bổ sung thêm thuật toán có thể xóa phông này, cũng như là cho chúng ta màu sắc video call nó là đẹp hơn so với cả phiên bản năm ngoái khá là đáng kể. Cho nên là mình thấy cái việc xóa phông khi mà hội họp hay video call khá là hấp dẫn đấy, đúng rồi anh em. Tuy là mình không phải là một người kiểu sử dụng một chiếc tablet để quay bao giờ, nhưng mà với cái thông số này khi mà mình sử dụng để hội họp hay là mình video call thì phải nói đây vẫn là một thông số rất là đáng kể và cũng là một cái sự nâng cấp khá hợp lý trong tầm giá cho chúng ta. Ok, và như vậy là mình đã vừa kết thúc một cái cuộc thảo luận về cái phiên bản Pro 9 mới ra mắt, thì không biết là cảm nhận của anh em thế nào về phiên bản Pro 9. Hãy để lại bình luận phía bên dưới bình luận của video nhé. Và không biết là anh em có hóng chờ clip unbox cũng như là trải nghiệm review thực tế hay không. Hãy subscribe channel để có thể đón chờ video mới nhất anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.